Xin chào tất cả các bạn nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một chương trình này góp nhận 100 tóc cần có ký hiệu là APay nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click link mô tả dưới video mà tôi đang tắt support đây bạn. Rồi bấm cho này góp nha các bạn. Rồi các bạn nhìn xin góp. Để cho kênh channel cho nhiệm vụ đầu tiên nha các bạn. Rồi sẽ bấm chat nè. Xem mà khi mình cho này drop. Cho này drop tiếp tục nha các bạn. Mạng lót hơi chậm cho bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi, sẽ ra bấm next nha các bạn. Rồi, tiếp tục follow tờ Twitter, like và retweet post. Trên hai kênh tờ Twitter của nó nha các bạn. Cho nhiệm vụ thứ hai nha các bạn. Rồi bạn test lại nè, bấm drop lên nè. Follow kênh thứ hai của nó nè các bạn. Lại quan tất lại nè các bạn. Tiếp tục con submit đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Submit you tại Twitter profile link hoặc là username cũng được nha các bạn. Đây thì yêu cầu mình gửi tên người dùng hoặc là username tại Twitter hoặc là đường link profile tại Twitter của tất cả các bạn, nên mình sẽ gửi đường link profile nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn nhấp ba cánh cụt, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết của dashboard. Rồi tiếp tục còn follow minimum nữa các bạn. Trên minimum các bạn nào follow không được thì phát VPN qua Hoa Kỳ nha các bạn. Này tự động nó follow luôn ta. Rồi bấm vào follow nha các bạn. Ok. Bấm next nha các bạn. Rồi tiếp tục follow Instagram. Rồi các bạn bấm đáp lên nha các bạn. Tiếp tục follow Facebook. Trên Facebook thì bấm thích nha các bạn. Các bạn rồi tự động theo dõi luôn, mình đã theo dõi rồi nha các bạn. Rồi sẽ bấm next nha các bạn. Rồi sau đó các bạn submit địa chỉ BNB Smart Chain Best 20 trên giấy chocolate của mình nha các bạn. Tục cần BB có dự án tăng lại các bạn. Rồi sau đó đây là link ghép của tất cả các bạn. Các bạn gì lấy link ghép chia sẻ trong bè người thân nha các bạn. Ai góp này nó sẽ vào ngày 31 tháng 7 nha các bạn. Rồi bấm balance sheet check số cần mình kiếm được. Ok, vậy video của mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án APay đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video tiếp theo từ mình nha.